Thưa quý vị, người khuyết tật là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Khiếm khuyết trên cơ thể không chỉ suy giảm, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến họ tự ti, mặc cảm bản thân, không dám hòa nhập với mọi người xung quanh. Để giúp người khuyết tật vượt qua những trở ngại và sống hạnh phúc, một khóa tu đặc biệt đang được tổ chức tại Chùa Long Hưng, Hà Nội. Cũng giống như bao người khuyết tật, lần đầu tiên đến với khóa tu dành cho những hoàn cảnh đặc biệt, anh Nguyễn Đình Thanh tại thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng đã gặp không ít mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể. Thế nhưng, được Chư Tôn Đức trò chuyện, hướng dẫn niệm Phật và lắng nghe pháp thoại, học giáo lý đã giúp anh Thanh và hàng trăm người khuyết tật hiểu được giá trị cuộc sống, sống lạc quan, trân trọng những gì đã và đang có. Bình thường thì phải chắp tay trang nghiêm lễ Phật, nhưng mà em có một tay đâm là mình không chắp tay được. Đâm là ban đầu là em rất là ngại, các bạn ở đâu đó cũng có suy nghĩ giống em, đã từng suy nghĩ rằng mình phải quỳ đúng, chắp tay đúng. Cái phương pháp hành lễ, cái khóa tu người khuyết tật này được tổ chức để cho các bạn khuyết tật khác biết được rằng là Phật giáo không phân biệt về hình thức, hình tướng, không phân biệt giàu nghèo. Các bạn có tâm phát tâm hoan hỷ đến chùa thì cánh cửa chùa luôn mở và chào đón các bạn. Cùng với anh Thanh, gần 200 khóa sinh có hoàn cảnh đặc biệt được tham dự khóa tu sống trong chính pháp tại chùa Long Hưng, Hà Nội. Mỗi người khi đến đây đều có nỗi đau, câu chuyện riêng. Thế nhưng, lần đầu tiên họ được truyền cảm hứng về giá trị cuộc sống, tìm về an lạc và nuôi dưỡng ý chí về tinh thần, thân khuyết, tâm không khuyết. Trong cuộc sống thì chúng em thì cũng có rất là nhiều những cái mặc cảm, mất tự tin. Thì qua những cái hoạt động như thế này thì chúng em được học tập, được giao lưu thì chúng em cảm thấy như là mình được xã hội quan tâm, được giáo hội quan tâm, rồi là xã hội quan tâm, được tất cả mọi người nhìn nhận mình với những cái sự cố gắng thì chúng em có thể là hòa đồng hơn, tự tin hơn. Tổ chức khóa tu dành riêng cho người khuyết tật chắc chắn gặp nhiều khó khăn, nhưng Chư Tôn Đức đã dành hết tâm huyết để thực hiện, giúp cho người thiếu may mắn có điều kiện tu tập. Từ đó, vận dụng các tư tưởng giáo dục của Phật giáo vào cuộc sống, vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên, tự tin hòa nhập cộng đồng. Thông qua cái khóa tu này, chắc chắn các bạn sẽ lan tỏa đối với những cái người bạn cùng cảnh, hoàn cảnh với mình. Và ngày càng nó sẽ lan tỏa ra về cái sự tiếp cận với cái giáo lý của Đức Phật để tất cả đều được hướng cái an lạc hạnh phúc và cái ân đức của Đức Phật mà đã vô lượng kiếp Ngài đã tu tập và đã để lại tài sản đó cho chúng ta. Trong 3 ngày, hơn 200 người khuyết tật ở khắp các tỉnh thành được hướng dẫn niệm Phật, dự đêm hội hoa đăng, nghe pháp thoại, học giáo lý, được sống an lạc trong chốn thiền môn. Chính sự gần gũi, tình cảm yêu thương đã tạo ra sức lan tỏa, sự gắn kết, nâng cao đời sống tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt.